Em cài hoa cho chị xinh gái nhé. Cho nhìn giống nữ tính nhá, không mọi ngày thì giống nữ tướng thôi. Mẹ nữ tướng hôm nay mặc da mà chúng nó còn. Hôm nay đi mặc đồ da mà mới vào từ đến cổng rừng thông đã là mọi người đã là vẫn nhận ra rồi. Đã nhận ra là xin chụp ảnh cùng rồi. Đấy. Chị chào chủ tịch Bình Thuận nhá. Đấy. Hello cả nhà yêu ấy. Xinh chưa? Đấy. Vừa đi vào nơi mà mặc đồ da mà mặc nữ tính như thế này mà mọi người lại bắt đầu không, bà nắng Mộc Châu đẹp lắm. Vẫn đã nhận ra xin chụp ảnh cùng cô đấy. Thảo Giàn Di. Cô có phải cô Thảo Giàn Di không? Thế mà mọi người vẫn nhận ra. Xong mà thi nhau chụp ảnh em tổn thương sâu sắc cả nhà. Em xinh đẹp như thế này mà mọi người không xin chụp ảnh cùng em mà cứ xin chụp ảnh cùng chị em thôi. Em tổn thương quá. Em còn đang xinh hơn chị đấy. Em như này các cháu nó trả lại chụp ảnh cùng em gì cả. Đấy. Các cháu nó cứ xin chụp ảnh cùng chị em. Chủ tịch Đình Thuấn đang khen bảo là đẹp quá chị ơi này, Thảo này. Đấy. Cảnh đẹp chưa cả nhà yêu? Cảnh đẹp lắm. Chúc cả nhà yêu tuyệt vời mát rượi. Ngày mới vui vẻ nhá. Mùa hè mà lên đây mà bơi lội mát lắm. Cảnh đẹp lắm luôn rồi nhỉ. Đấy. Em tổn thương sâu sắc. Hôm nay em nữ tính thế. Đấy, cả nhà thấy chị của em xinh không? Thế bọn em xinh. Mộc Châu đang là một điểm khách du lịch đặc sắc. Đấy, mà phải cười như này mới xinh này. Đấy. Cả nhà nhìn thấy chị em cười là xinh lắm. Chị cảm ơn em nhiều nhá. Hôm sinh nhật câu lạc bộ thì chị chuẩn bị các thứ định về. Đây. Thế là các cháu có bận công việc. Em giai đầu tiên bây giờ thành giai thứ hai. Đấy. Nên là rất là tiếc. Kia lại em giai cả rồi. Đây Mộc Châu đây, Mộc Châu rừng thông đấy. Chúng nó là một đôi. Chúng nó một đôi. Chúng nó như một đôi chim sẻ. Như một đôi tình nhân gì à. Đấy. Đấy. Hai chị giống nhau. Giống không? Đấy, giống chị em không? Thế bây giờ đeo hoa tai mới giống nhau nhé. Đây này xinh rồi đấy, cả nhà nhìn thấy xinh đấy. Giống nhau nhỉ? Cảnh đẹp tuyệt vời. Vâng, đẹp lắm ạ. Chào Phạm Hòa nhá. Chào Hoa Đoàn nhá. Chào Ước Phạm nhá. Chào những người yêu Cứ Thảo Giàn Di nhá. Cảnh đẹp. Này em nữ tính. Em dịu dàng. Nữ tính này mà nhìn bắt đầu vào cổng đã thấy có người xin chụp ảnh cũng vẫn nhận ra. Thế chứng tỏ là... Dạ. Vâng ạ. Đi ra đây, đi ra đây. Đi ra dưới đây. Đi ra dưới đây. À, chị xinh quá. Xinh chưa? Cảm ơn Lương Phạm nha. Cô như thế này con không quen đâu hả? Hả? À thế à, Nguyễn đa đa đa. Cô như thế này con không quen đâu á. Cô đây. Em hiền lành lắm. Đây gì? Ở đoạn này này. Đừng ai bắt lạt em sợ lắm. Cứ đi thẳng lên phía rẽ cầu vào cổng cái đi cây phải. Hello mơ. Hello Phạm Hòa. Hello Hương Phạm, hello Hoài Thương, hello Nguyễn Đăng Anh, hello cả nhà yêu, hello em gái mơ nhá, hello Trần Thị Thu Măng nhá. Chị em hôm nay, chị em hôm nay hoa cắn tai bên nữa. Hoa cài mái tóc, đây gọi là hoa cài mái tóc, đấy. Chị Dung. Vâng, chào Huy Quang nha. Em gái chị thấy không, toàn gái xinh, hôm nay toàn gái xinh thôi. Nhưng mà em xinh thế này mà em vào cổng người ta không xin chụp ảnh cùng em mà toàn xin chụp ảnh cùng chị Thảo thôi. Tổn thương sâu sắc luôn. Em cảm ơn chị từ gái chị Dung. Các cháu đẹp trai, các em đẹp trai cần chạy lại bâu lấy mà cô Thảo ơi cháu xin kiểu ảnh mà chả thấy ai xin chụp ảnh cùng em cả. Ừ, nhả ra chúng nó để có chụp ảnh với em nhỉ? Ờ, lên em như này để chụp. Phải chắc là mình là idol hay sao? Bọn nó à, cô ơi, cô phải cô Thảo Giàn Di, cô đang là idol top top mới nổi. Đấy. Cô nổi trên mạng lắm chứ. Bọn cháu đang rất hâm mộ cô. Hai chị không có ai cảm nhận nguyên thế.
đây là không phải miệng duyên mà đây là hàm răng của sự vất vả này. 9630 khóc kha khóc khảnh ở nhà chứ không phải là duyên đâu. Chào Hương Phạm, chị Thảo A đồ mà A đồ gì đâu. Mọi người động viên thôi chứ đây là biết rồi, biết số phận này là. Chào Thúy Nguyễn nha, chào Huy Quang nha. Không phải A đồ thì đâu, người ta quý người ta chụp ảnh thôi. 9630 ở nhà. Đưa mẹ đi đây này, đưa mẹ đi đây này. Đưa mẹ, đưa, đưa chị Đại đi. Đưa chị Đại đi. Đây là chị Đại nhá. Đây, đưa chị Đại vào nhà, bọn em đây rồi đấy. Chào cả nhà yêu nhá. Đấy, hai gái nè. Chào tất cả. Bạn bè của mẹ. Của mẹ nhá. Mẹ Hoan nhá. Ôi dồi, chị Thảo nổi như cồn á. Đấy, chị Thảo nổi như cồn đấy. Chúng nó tặng vào chửi thôi. Chúng chào nó cô gái xinh đẹp có giọng nói rất sang nhé. Đấy, em ấy. Em á? Không. Bảo bây giờ bảo chị ra bảo em đấy thì em về em à, em khen cá để em còn mũi. Nó bảo em thích cái. Chị em nói được làm được. 4 tháng là ra Tết nha. Chuẩn luôn, chị Thảo nói được làm được. Nhiều người cứ tưởng chị móm ấy, mà chị không móm đâu nhá. Với con người chị ấy, nó nói cái gì nó mà còn nói có sách mách có chứng. Dạ, chào em Thảo ấy kìa, thấy chưa? Thấy chưa? Chị lại làm cho em ảo tưởng sức mạnh rồi, lại tổn thương lần nữa. Ôi, phải chào em Linh chứ. Lại tổn thương lần nữa rồi. Lại làm cho em Linh tổn thương quá. Anh đừng nói thế, em nó lại tổn thương. Tổn thương sâu sắc. Chào anh Minh. Em gái chị tên gì? Linh, Thùy Linh. Cháu chào bà, hello chị chào Tiệp nha. Hello Tiệp Black. Chào Đỗ Hiền nha, chào cả nhà yêu nha. Chào Tiệp à. Ơi Tiệp ơi, lúc nào đưa bà con lên đây đây Tiệp à. Ơi quay cho bà miếng này. Lúc nào đưa bà con lên đây đây. Để con quay cho. Chào Đỗ Hiền đấy, đấy. Đây máy này là có máy con không, con chụp nhá. Nào đưa bà con lên đây đi. Cảnh đẹp tuyệt vời luôn. Nhìn ai chị xinh nhá. Hôm nay mình mặc như này mà chúng nó vẫn nhận ra. Hoa cài mái tay. Bầm nhìn ra kia đi, bầm nhìn ra xa xa. Nước suối nè. Bầm quay mặt đây, bầm quay mặt đây nhưng bầm nhìn ra đấy. Cứ quay bớt mặt lại đó. Hôm nay mình đi tính như này đừng ai bắt nạt mình nhá. Hôm nay mình ăn mặc như tính này đừng ai bắt nạt mình nhá. Bầm quay mặt đấy. Mãi mãi mình vẫn là Thảo Dằn Di nhá, phong cách nhá. Hôm nay chẳng qua là ăn mặc nhổ nhăng tí thôi nhá. Ta là bỏ đi hết, ta làm lại từ đầu. Hôm nay mình rất là xinh duyên. Đẹp quá chị gái, ok hả Tiền? Vâng, vui vẻ. Mới xinh phải, cứng cáp mới. Ok, ok Tiệp. Tiệp ơi, không phải là chị yếu đuối đâu, mà là vì cái tình kinh nghĩa cho nên là chị tủi thân thôi. Sốc, sốc tinh thần. Đấy, sốc tinh thần thôi. Chứ còn không phải một cái gì cả nhá, với con người chị ạ. Đấy, là dám nói mà dám làm nhá. Đấy, bản lĩnh để người, rất nhiều người đang thuê cái bọn gọi là... Con là cô bé, không có quen được làm. Ông không phát lộc gọi cái đéo gì. Tôi đang phát trực tiếp. Anh gọi cái gì thì tính nữa, anh phát trực tiếp xong. Đưa này đưa xem nào. Không phát lộc à? Không phát lộc. Xem nóng ông gọi. Đấy, cái gì? Cặp đôi kia với là tình cảm kia. Đô tư cho trẻ. Đô tư. Đây này. Đây có số điện thoại này chị. Chị có số điện thoại đấy. 036. Không có một đôi. Gọi nhưng mà không bạn bè với em làm sao gọi được? Em không có bạn bè với nhau đâu. Rồi, không bạn bè, không gọi được đâu. Thảo Dằn Di của chị khi nào cũng đẳng cấp, tình nghĩa vô cùng. Chỉ có người nào anh ốm cúm hơn tuần nay. Ông đang nhắn tin đây này. Anh ốm cúm hơn tuần nay. Thế mà mẹ mày, ông vào ông comment được mọi người à. Thế mà tôi comment của ông thì ông không hề nói gì. Ông đi bảo ông xếp tin của mọi người. Tôi nói với ông từ hôm kia đến giờ rồi. Ông bảo ông ốm hơn tuần nay. Ông ấy vừa mới nhắn tin đây này. Anh nhìn thấy chưa? Ừ. Hả? Em đang phát trực tiếp đó nhá, tí nữa em phát trực tiếp xong em sẽ nói chuyện với anh nhá. Đấy,
cố gắng lên chị nhé, kệ mẹ thế nào. Tiếp ơi, chị phải tâm sự với em, chị cho em xem các video, vi âm, tin nhắn, thư thoại thì em mới hiểu được con người chị. Hết hồn, hết lòng thì nó chơi mình hết hồn hết đâu chị Dung Nguyên.